Thưa Tổng thống, khi ông ấy tranh cử thì ông luôn luôn ông ấy nói đi nói lại rằng bên chính phủ Bắc Kinh là tìm cách mà dìm cái giá đồng nguyên không cho nó tăng lên để làm cho cái giá hàng của Trung Quốc nó rẻ khi bán sang Mỹ. Và như vậy tức là sai với cái luật chơi sòng phẳng. Thế nhưng mà trong thực tế đó thì từ 3-4 năm nay đó ở bên đầu đó họ không dìm giá đồng nguyên, ngược lại họ tìm cách nâng giá đồng nguyên lên. Cái đó là chuyện thực tế. Như vậy thì tại sao Tổng thống Trump dựa vào cái sự kiện nào để mà đưa ra một cái lập luận như vậy cho rằng Bắc Kinh muốn dìm giá đồng nguyên trong khi thực tế thì là không? Chắc tại vì ông ấy đọc cái báo cũ. Ông ấy đọc báo cũ mà Hãy ông không biết là trên báo mới nó khác hẳn rồi. Với lại có lẽ bởi vì ông ấy thích nói những cái điều gì mà nổ lên để cho những cái người ủng hộ ông ấy thích thú và bỏ phiếu cho ông ấy. Người ta hay dùng cái chữ chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc. Cái chữ đó liệu có đúng không trong cái tình huống mà đôi bên sẽ đưa cái hồ sơ hết sức gay góc ra để thảo luận? Hiện giờ thì không có chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng mà nếu chính phủ Mỹ tăng cái suất thuế hàng nhập cảng ở bên tàu qua Mỹ lên đến 45% chẳng hạn thì sẽ có chiến tranh mậu dịch. Chiến tranh mậu dịch có nghĩa là nước này đánh thuế nhập cảng hàng của nước kia và nước kia thấy vậy bèn trả đũa lại đánh thuế nhập cảng vào cái hàng của nước này. Thế là hai bên cùng tăng thuế nhập cảng. Cuối cùng là hai bên không thể nào buôn bán với nhau được nữa. Thì chiến tranh mậu dịch xảy ra độ vài lần ở trong lịch sử và mỗi lần như vậy đó thì tất cả các nước mà đánh nhau đó đều thiệt hại chứ không có nước nào mà gọi là khá hơn cả. Thành ra cái chuyện mà chiến tranh mậu dịch là cái chuyện rất khó mà xảy ra. Mà không những là hai nước mà có chiến tranh mậu dịch đó là làm khổ nhau, tất cả các nước chung quanh cũng sẽ bị thiệt hại. Là bởi vì mua hàng của nước này bán hàng cho nước kia đó là nó liên quan đến nhau hết. Bây giờ tất cả những cái nhà máy sản xuất hàng chẳng hạn, nó không phải là chỉ ở một nước dùng nhân công của một nước hay là dùng cái nguyên liệu và những cái đồ phụ tùng của một nước mà nó là lan tràn khắp thế giới. Nếu thì bây giờ thí dụ Mỹ với lại Trung Quốc mà ngừng không mua bán với nhau nữa thì không phải chỉ có hai nước đó chịu ảnh hưởng. Có những cái hàng mà Mỹ mua của thí dụ như là Pháp thì cái hàng Pháp đó họ lại mua cái đồ Trung Quốc họ ráp Lắp ráp. vào. Mà nếu mà chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc thì Mỹ không mua cái đó nữa. Thế và Pháp lúc đó bảo ô, Mỹ không mua hàng của mình à, tôi sẽ cấm cái hàng khác của Mỹ. Đại khái như vậy. Tức là nó dây chuyền nhiều quốc gia chứ Tất không phải là cả riêng. các hệ thống thương mại công nghiệp hiện nay khắp thế giới là nó liên quan đến nhau. Ông cầm một cái telephone của hãng Apple chẳng hạn thì ông nghĩ là ôi cái này là của hãng Apple, là cái hãng Mỹ, nhưng mà ở trong đó đó thì có hàng trăm nước sản xuất những cái đồ để ráp vô cái Apple đó, và có cái thì làm nước này, có cái làm nước kia, rồi cuối cùng lại gom lại ở nước khác, rồi thì nó trở qua nước kia. Ông không thể tưởng tượng được là một cái món hàng bây giờ đó ở trên thế giới nó liên quan đến bao nhiêu quốc gia. Thì nếu mà hai nước đánh nhau đó thì sẽ liên quan đến tất cả các nước khác. Tổng thống Trump nói rằng America first, nước Mỹ là ưu tiên số 1. Tức là một số người thì mô tả cái chính sách đó như là cô lập, tức là co cụm lại cho nước Mỹ thôi. Trong khi lãnh đạo Trung Quốc là Tập Cận Bình thì nói tại hội nghị Davos ở bên Thụy Sĩ đó, trong cái diễn đàn mà kinh tế thế giới bảo là không, phải toàn cầu hóa. Như vậy thì hai người hai quan điểm khác nhau như thế, trong cái hội nghị mà sắp tới đây tại Florida đó, ngôn ngữ cũng khác nhau, quan điểm khác nhau như vậy thì không thể hiểu là một cái cuộc đụng độ về mậu dịch được, hay là cái quan điểm bên phía Thưa, đây. cái điều mà ông vừa nêu ra đó, thực ra nó làm cho hai người dễ nói chuyện với nhau hơn. Là bởi vì khi Tổng thống Trump nói rằng tất cả cho nước Mỹ và ông ấy muốn là các công ty Mỹ không được mang đồ ra làm ở ngoại quốc, phải kéo về nước Mỹ. Rồi không cho những cái người ngoại quốc đến nước Mỹ nhiều quá, kể cả các chuyên viên, các người có khả năng kỹ thuật. Và ông Trump cũng muốn rằng người Mỹ sẽ mua hàng của nước Mỹ thôi, chứ đừng cứ đi mua hàng ngoại quốc. Thì như vậy là
ông Trump mà muốn tất cả rút về nước Mỹ. Thì trong khi đó thì Tập Cận Bình, ông ấy đã từng chủ trương là mở rộng cái giao thương với các nước khác. Cái chuyện đó là chuyện ông ấy làm từ cái năm 2012 đến giờ. Và trong cái hội nghị Davos hồi đầu năm nay đó, thì ông ấy tuyên bố rằng cả thế giới phải xúc tiến cái việc toàn cầu hóa, chứ không nên cô lập. Thế rồi một cái chuyện trước mắt người Việt Nam đó là ông Trump xóa cái hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, dạ, gọi là TPP, nghĩa là ông ấy bỏ rơi 11 quốc gia ở vùng Thái Bình Dương, bên Á Châu cũng như là bên Châu Mỹ Latin. Trong khi đó đó thì ông Tập Cận Bình đi giao hàng khắp nơi là mời tất cả các quốc gia hợp tác với mình trong một cái thỏa hiệp mậu dịch tự do mà gọi là vùng của ông Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình lập ra một cái gọi là Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Cơ sở Á Châu, là mời bây giờ đã là 50 nước, bao nhiêu nước đến góp vốn vô đó rồi cho các nước ở Á Châu vay. Thì tất cả những cái đó chứng tỏ rằng ông Tập Cận Bình đi ngược chiều với ông Trump. Rồi hai bên làm sao nói chuyện mới hợp với nhau? Họ đi ngược chiều thì họ mới hợp với nhau. Thế à? Trong cái lúc ông Trump muốn thu vào thì ông Tập Cận Bình bảo ô tôi xin chúc mừng ông cứ thu vào đi, tôi mở ra. Và mở ra như vậy thì nó có lợi cho ông Tập Cận Bình. Nếu mà ông Trump cũng nói rằng ông mở ra hả, tôi cũng mở ra, thì hai bên sẽ đụng độ. Còn đây đó, ông Tập Cận Bình bảo tôi muốn hợp tác với các nước ở Á Châu, Thái Bình Dương lập một cái khu mậu dịch tự do. Ông Trump bảo, ô anh cứ làm đi, tôi không có dính vào cái chuyện đó, tôi ghét cái đó lắm. Ai lo quyền lợi đấy thì không đụng nhau phải không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ trở lại đề tài Tập Cận Bình, Donald Trump ngay sau ít phút thông tin thương mại.